mày đừng đang nợ ở phía chắn đòi báo hiệu năm mới đang tới nhanh. 2 năm lắm lũ ở chúng quân trường báo hiệu ngày về đang tới nhanh. Bình quân khu vừa có thông báo Tết đang về sắp được ra quân. Cả quân đoàn vui mừng hân hở ba lô súng ống cắt tủ ăn mừng. Anh nuôi quân la họ cố hét tụi bay về tao nấu ai ăn. Tao ước gì ra nhà khỏi cửa cách quân đoàn chỉ mỗi 2 căn. Thèm tiếng súng thèm tiếng chim ở phía bìa đường khi mỗi sáng. Thèm nghe tiếng cạn thúc giục đêm khuya khói bụi mịt mờ bởi súng đạn. Năm nay con về có người chùm củi bánh tét giao thừa đồ mẹ ơi. Năm nay con về không quà không cáp có mỗi cành đào thôi mẹ ơi. Thằng lính trẻ đi làm việc nước nên về muộn mẹ đừng trách con. Lưng con mang ba lô và súng nên còn chữ hiếu con lo chưa tròn. Bao lần dầm mưa anh đã học hẳn vì nghĩ mình chẳng có tương lai. Em động viên và là hay nhắc vì ngoài anh ra còn thương ai. Anh vẫn biết là đời con gái 20 tuổi xuân qua đất nhanh. Nên hẹn ước anh vẫn còn giữ để ngày anh về mình bên cạnh. Anh cảm ơn quê nhà em đợi ngày chủ nhật hay đến thăm anh. Dù trời mưa hay là trời gió vẫn đều đặn để tới thăm anh. Cả tiểu đoàn vẫn thường hay nhắc người chung thủy trên đầu ngón tay. Nên lần này anh phải cố gắng tụi mình tính chuyện khi qua Tết này. Hành trang của con là chặng đường dài phía trước cuối cùng cũng đã qua. Hành trang của anh là có em đợi cuộc đời người lính nơi núi xa. Không gì hạnh phúc khi có gia đình an ủi động viên qua khó khăn. Biết mẹ buồn và cả em trong khi anh xa nhà nơi biển lặng. Hành trang của con là chặng đường dài phía trước cuối cùng cũng đã qua. Hành trang của anh là có em đợi cuộc đời người lính nơi núi xa. Không gì hạnh phúc khi có gia đình an ủi động viên qua khó khăn. Biết mẹ buồn và cả em trong khi anh xa nhà nơi biển lặng. Còn nhớ ngày trước khi còn bập bẹ mẹ vẫn thường hay kể con nghe. Về ngày khi còn ở chiến trường thời gặp ba mày lúc còn trẻ. Lúc bom đạn quăng đường phủ lối vẫn khúc quân hành vượt thời gian. 2 giờ đêm bắn gần xẻ núi mặc kệ súng đạn không lời than. Còn tụi trẻ bây giờ sướng quá ở quân trường vẫn được online. Thời tao tắm còn không có nước giá rẻ đen xì chẳng biết con ai. Thời đó Tết là gì đâu biết nhìn pháo sáng bọn địch bắn lên. Nhớ giao thừa được bác chúc Tết anh em tiểu đội ôm nhau ghé lên. Khi con về chắc mẹ vui lắm nhớ lần cuối mẹ chạy lên thăm. 4 giờ sáng khi mọi người ngủ mẹ chạy xe đến quân đoàn để thăm. Được thăm con mỗi hôm chủ nhật 10 mấy cây số một mình mẹ thôi. Lúc đó tim con như thắt lại ấm mẹ thật chặt mặc kệ lệ trôi. Đêm rồi lại đêm, lúc đó không ngủ được. Đọc lại từng thứ mà em đã viết phải đợi bọn bạn nó ngủ trước. Thằng thì chọc, thằng chúc phúc, thằng bảo cắm sừng đó mày ơi. Thằng so sánh người này người kia hơi đâu đi lính bảo nó đợi. Nhưng lòng tin ở anh mãi giữ, anh đấu cha thằng nào giống anh. Người anh chọn đâu có phụ bạc lợi đó anh gặp chắc đi phóng sanh. Cả tiểu đoàn vẫn thường hay nhắc, người chung thủy trên đầu ngón tay. Nên lần này anh phải cố gắng tụi mình tính chuyện khi qua Tết này. Hành trang của con là chặng đường dài phía trước cuối cùng cũng đã qua. Hành trang của anh là có em đợi cuộc đời người lính nơi núi xa. Không gì hạnh phúc khi có gia đình an ủi động viên qua khó khăn. Biết mẹ buồn và cả em trong khi anh xa nhà nơi biển lặng. Hành trang của con là chặng đường dài phía trước cuối cùng cũng đã qua. Hành trang của anh là có em đợi cuộc đời người lính nơi núi xa. Không gì hạnh phúc khi có gia đình an ủi động viên qua khó khăn. Biết mẹ buồn và cả em trong khi anh xa nhà nơi biển lặng. Production.